tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 26 tháng 2 năm 2022 trên kênh Culture Channel. Thưa quý vị, trong diễn biến của cuộc khủng hoảng ở Ukraine, thì giao tranh khốc liệt đang diễn ra trên các đường phố ở Kiev, thủ đô Ukraine. Người dân Ukraine được kêu gọi hãy tìm nơi ẩn trú. Mặc dù là các cường quốc đã gia tăng trừng phạt đối với Nga, nhưng mà Nga vẫn không nao núng và đã phủ quyết hành động an ninh của Liên Hợp Quốc đối với Ukraine. Trong khi đó thì Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Ngoài ra thì chính phủ Hoa Kỳ đã đề nghị giúp Tổng thống Ukraine di tản. Nhưng mà Tổng thống Ukraine đã từ chối và quyết định ở lại thủ đô Ukraine để chống trả. Các quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết hàng triệu người có thể chạy trốn khỏi Ukraine. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết trong bản tin sáng nay, cùng với một số bản tin Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố trừng phạt ông Putin và đồng thời kêu gọi loại bỏ Nga khỏi hệ thống ngân hàng Swiss. Ontario, Nova Scotia yêu cầu LCBO ngừng bán tất cả các sản phẩm do nga sản xuất và tỉnh bang quebec cũng dự tính làm theo tỉnh pc sẵn sàng làm việc với ottawa để đưa ra các lệnh trừng phạt và giải cứu những người tị nạn ontario chuẩn bị ban hành luật thu hút lao động có tay nghề cao bác sĩ hàng đầu của canada nói khẩu trang vẫn là lớp bảo vệ cần thiết chi phí bảo hiểm vận chuyển qua biển đen tăng cao và nghiên cứu cho thấy có hơn 5 triệu trẻ em trên toàn cầu đã mất cha mẹ hoặc là người chăm sóc vì Covid-19. Sau đây, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thủ tướng Trudeau tuyên bố trừng phạt ông Putin, đồng thời kêu gọi loại bỏ Nga khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT. Canada sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với tổng thống nga vladimir putin và các cố vấn thân cận của ông thủ tướng justin trudeau thông báo vào chiều thứ sáu các biện pháp trừng phạt cũng sẽ mở rộng đối với ngoại trưởng nga sergei lavrov và chánh văn phòng putin những người này phải chịu trách nhiệm lớn nhất về cái chết và sự tàn phá xảy ra ở Ukraine, Thủ tướng Trudeau nói. Theo ông Trudeau, đây là nhóm biện pháp trừng phạt nghiêm khắc có phối hợp thứ ba của Canada và các đồng minh. Trước đó, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã công bố các lệnh trừng phạt đối với ông Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov eu đang đóng băng các tài khoản tài chính liên quan đến tổng thống putin các lệnh trừng phạt của mỹ cũng áp đặt lên lệnh cấm đi lại đối với ông putin ông trudeau thừa nhận rằng ông putin không có nhiều tài sản cá nhân ở canada nhưng cho biết biện pháp này rất quan trọng vì nó cho thấy sự hợp tác mạnh mẽ từ canada và các đồng minh Canada cũng sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Belarus, quốc gia đã tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội Nga và là bệ phóng cho cuộc xâm lược qua biên giới phía bắc của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới áp dụng đối với 57 cá nhân người Belarus. Ở cấp chính quyền tỉnh, các tỉnh ở Canada cũng bắt đầu trừng phạt Nga bằng các hành động dù nhỏ nhưng thể hiện thái độ nghiêm khắc và dứt khoát. Ontario, Nova Scotia yêu cầu LCBO ngừng bán tất cả các sản phẩm do Nga sản xuất. Quebec dự tính sẽ làm theo. Ontario đang chỉ đạo ban kiểm soát rượu của tỉnh rút tất cả các rượu được sản xuất tại Nga khỏi các kệ hàng trong bối cảnh đất nước này xâm lược Ukraine. Bộ trưởng Bộ Tài chính của tỉnh Peter Peson-Falvey đã thông báo về sự thay đổi trong một tuyên bố vào chiều thứ Sáu. Như Thủ hiến Ford đã nói hôm qua, Ontario cùng các đồng minh của Canada lên án hành động xâm lược của chính phủ Nga đối với người dân Ukraine và chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc trừng phạt chính phủ Nga. Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo đảng tự do của Ontario kêu gọi LCBO ngừng bán các sản phẩm của Nga, đặc biệt là rượu vodka. Ở Nova Scotia, tập đoàn rượu Nova Scotia viết tắt là NSLC đã rút các sản phẩm do Nga sản xuất khỏi kệ hàng của mình sau cuộc xâm lược Ukraine. Người phát ngôn của NSLC cho biết trong một tuyên bố rằng các cửa hàng chỉ kinh doanh 3 sản phẩm vodka của Nga và tất cả đều do Russian Standard sản xuất. Họ cũng cho biết nhân viên đã kiểm tra các sản phẩm khác có tên Nga nhưng chúng được sản xuất ở những nơi như Calgary và Quebec. Trong khi đó, Quebec cũng đang xem xét lệnh cấm các sản phẩm rượu của Nga để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Thủ hiến François Legault cho biết ông đang xem xét lệnh cấm bán các sản phẩm có cồn của Nga tại Quebec như một cách để trừng phạt nền kinh tế của Nga và ông Putin. Chính phủ Quebec đang cân nhắc mọi cách để có thể làm như vậy, nhưng ông cho biết nó sẽ không có tác dụng quá lớn khi xét tổng thể. Cựu Ngoại trưởng Canada tố Putin là tội phạm chiến tranh vì xâm lược Ukraine. Lloyd Axworthy, người từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1996 đến năm 2000 dưới thời Thủ tướng Đảng Tự do Jean Chrétien, cho biết thành thật mà nói sau khi chứng kiến cuộc tấn công tàn khốc này của Putin, tôi nghĩ rằng ông ấy phải bị buộc tội như một tội phạm chiến tranh. Nga đã phát động cuộc tấn công tàn khốc vào nước láng giềng Ukraine hôm thứ Năm sau khi ông Putin tuyên chiến. Ước tính có khoảng 100.000 người bỏ chạy khi các vụ nổ và tiếng súng làm rung chuyển các thành phố lớn. Các báo cáo cho thấy hàng chục người đã chết cho đến nay. Ông Axe wasi đã chứng kiến việc Nga can thiệp vào các vấn đề của Ukraine khi ông theo dõi cuộc bầu cử năm 2019 của đất nước. PC sẵn sàng làm việc với Ottawa để đưa ra các lệnh trừng phạt và giải cứu những người tị nạn. Thủ hiến British Columbia John Hawkins cho biết chính phủ của ông đã sẵn sàng làm việc với Ottawa để áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và tiếp nhận những người tị nạn sau cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine. Ông Hogan nói, tôi chỉ muốn cùng với tất cả các dân tộc có tư tưởng tự do trên toàn thế giới lên án hành động trái pháp luật của chính phủ Nga trong việc lấy đi các quyền tự do và đe dọa mạng sống của người dân Ukraine. British Columbia cũng đã tham gia vào các cuộc thảo luận với chính phủ liên bang về việc hỗ trợ những người tị nạn Ukraine tới tỉnh nhiều nhất có thể. Tarkin, người tổ chức đoàn xe tự do bị từ chối quyền bảo lãnh và phải ngồi tù. Lãnh đạo của đoàn xe tự do Pat King đã bị từ chối bảo lãnh vì có khả năng rất cao ông sẽ tái phạm. Ông King là một dân cư của Alberta, người đã giúp lãnh đạo cuộc chiếm đóng kéo dài 3 tuần ở Ottawa đã bị bắt vào ngày thứ sáu tuần trước. Và ông ấy đã phát sóng việc bắt giữ trong một buổi phát trực tiếp được hàng ngàn người đến coi trên mạng xã hội thẩm phán Seymour đã tham khảo những bình luận của ông khiên trên các video khác được đăng trực tuyết về việc ông sẽ tiếp tục việc phản đối điều đó cùng với tiền sử phạm tội của ông khiên đã dẫn tới việc từ chối bạo lạnh ông Seymour nói trong một quyết định rằng tôi tin rằng có nhiều khả năng ông khiên sẽ tiếp tục phạm các tội tương tự như là những gì ông ấy đã bị cáo buộc nếu ông ấy được trả tự do Những nơi có thể đến và những nơi bị đóng cửa ở trung tâm thành phố Ottawa. Ngay cả khi các doanh nghiệp đã mở cửa trở lại và những người dân bắt đầu di chuyển tự do hơn xung quanh trung tâm thành phố Ottawa, các trạm kiểm soát và rào chắn của cảnh sát vẫn còn đó. Cảnh sát nói rằng họ sẽ ở lại trong khu vực này cho đến khi họ chắc chắn rằng những người biểu tình sẽ không quay trở lại và điều đó làm hạn chế sự di chuyển trong thành phố. Như đây là những nơi mà bạn có thể và không thể đến trong trung tâm của thành phố Ottawa đường bị chặn tất cả năm cây cầu bắc qua sông Ottawa đều mở cửa mặc dù có một làn đường đi về phía nam trên cầu Portgate bị đóng tất cả các lối qua Queensway hiện đã được mở cảnh sát đã hạn chế khu vực giữa đại lộ Laurier đại lộ Bronson Rideau Canal và đòi quốc hội đối với giao thông địa phương vào tối thứ tư vì điều kiện đường xá nguy hiểm do tuyết và các vật cản còn sót lại từ cuộc biểu tình. Trên các đường bèn và mét khác, mọi người có thể đi lên Slater trước khi gặp một trạm kiểm soát. Mackenzie King Bridge cũng mở cửa trở lại theo hướng Tây. Trong khi các sĩ quan vẫn đóng quân ở trong khu vực thì họ không còn coi đây là khu vực an toàn nữa. Bất kỳ ai đi vào khu vực này đều có thể bị dừng lại và hỏi xem họ sẽ đi đâu. Đường Sparks sẽ mở cửa trở lại cho người đi bộ vào thứ ba nhưng chỉ các nhân viên quốc hội mới được phép đi về phía bắc của khu vực dành cho những người đi bộ. Đường Rideau ở cuối phía tây không còn đóng cửa. Queen Elizabeth Driveway bị đóng cửa từ Fifth Avenue cho tới Somerset Street West. Phương tiện công cộng Các tuyến đường phòng dành cho xe bus OC Transpo đã thay đổi để phù hợp với khu vực trạm kiểm soát đang thu hẹp. Một số tuyến đường sử dụng đường ở trung tâm thành phố tạm thời miễn phí Hôm thứ tư, Hội đồng thành phố đã mở rộng quy định miễn phí để bao gồm Confederation Line cùng với bãi đậu xe miễn phí trong các bãi của thành phố. Ngày cuối cùng để sử dụng các phương tiện công cộng miễn phí là ngày 26 tháng 3, ngày cuối cùng để đậu xe miễn phí là ngày 31 tháng 3. Thị trưởng Calgary cho biết ngân sách của Alberta không cung cấp được nhà ở giá cả phải chăng, phương tiện đi lại và việc làm. Thị trưởng Calgary Joyty Gondek nói rằng bà hài lòng với một số chi tiết nhất định trong ngân sách tỉnh hôm thứ Năm, chẳng hạn như đầu tư vào cơ sở vật chất mới tại ba cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, nhưng bà không thấy các khía cạnh khác quá ấn tượng, chẳng hạn như cắt giảm để có nhà ở giá cả phải chăng. Bộ trưởng Tài chính Travis Tales đã giới thiệu ngân sách năm 2022-2023 tại cơ quan lập pháp vào thứ Năm với cam kết cân bằng ngân sách trong 3 năm tới. Bà Gondek cho biết bà rất vui khi tỉnh đang đầu tư vào các cơ sở mới và cải tạo tại SAIT, Southern, Alberta Institute of Technology, University of Calgary và Mount Royal University. Tuy nhiên, bà cho biết tỉnh không chi bất kỳ khoản tiền nào để giúp trang trải sự thiếu hụt ngân sách vận chuyển do đại dịch gây ra. Ngân sách năm nay tài trợ cho một số sáng kiến và tổ chức cụ thể ở Calgary bao gồm 59 triệu đô la cho việc mở rộng trường thú y của Đại học Calgary, 41 triệu đô la cho dự án tái phát triển tòa nhà John Ware của SAIT, 38 triệu đô la để thay thế văn phòng hiện có của giám định viên y tế trưởng ở Calgary 97 triệu đô la cho các cơ sở mới trên khắp Alberta, bao gồm trung tâm thể thao Repson, trung tâm SAM của quỹ Calgary Stampede và trung tâm Kenmore Nordic. Tổng cộng 744 triệu đô la và 474 triệu đô la trong 3 năm tới cho dự án giảm nhẹ lũ lục hồ chứa ngoài dòng suối Springbank. Dipora Yadlin, chủ tịch phòng thương mại Calgary cho biết, bà rất thất vọng khi tỉnh chỉ có 5 triệu đô la cho chiến lược hồi sinh khu trung tâm của thành phố, điều mà thành phố đã đầu tư 250 triệu đô la. Alberta sẽ đầu tư 63,5 triệu đô la để tạo ra 11 phòng mổ mới và 17 giường phục hồi bổ sung tại trung tâm y tế Foothills ở Calgary. Các phòng mổ mới sẽ cung cấp thêm 7.000 ca phẫu thuật mỗi năm. Ontario chuẩn bị ban hành luật nhằm thu hút lao động có tay nghề cao Ontario có kế hoạch ban hành luật để giới hạn thời gian mà các công nhân lành nghề từ các vùng khác ở Canada phải chờ để chuyển chứng chỉ của họ đến tỉnh Chính phủ bảo thủ cấp tiến cho biết công nhân trong hơn 30 ngành nghề có chứng chỉ ở các tỉnh khác sẽ thấy giấy tờ của họ được xử lý trong vòng 30 ngày. Thủ hiến Ford đã công bố luật được đề xuất trong một cuộc họp báo ở London, Ontario vào thứ Sáu. Ông nói rằng, dự luật này nhằm mục đích đưa nhiều lao động đến tỉnh hơn, tốn ít thời gian hơn. Ông Ford cho biết, Ontario đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động lịch sử, với gần 340.000 vị trí trống từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021. Ông nói rằng, tỉnh bang phải vừa đầu tư vào đào tạo việc làm cho những người đã sống ở đây, vừa giúp người lao động chuyển đến Ontario dễ dàng hơn để mà lấp đầy những vị trí còn trống. Bác sĩ hàng đầu của Canada nói rằng khẩu trang vẫn là lớp bảo vệ cần thiết. Bác sĩ hàng đầu của Canada cho biết khẩu trang là lớp bảo vệ cơ bản chống lại Covid-19 ngay cả khi một số tỉnh bỏ qua đeo khẩu trang. Dù khu vực của bạn có yêu cầu hay không thì đeo khẩu trang là điều mà bạn có thể làm để bảo vệ bản thân và những người khác theo tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của đất nước. Các tỉnh trên toàn quốc gồm Alberta, Saskatchewan và Manitoba đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch và sẽ dỡ bỏ các quy định về khẩu trang kể từ ngày 15 tháng 3. Alberta dự kiến sẽ thông báo liệu họ có bỏ quy định đeo khẩu trang vào ngày thứ Bảy tuần này hay không. Trong khi đó, tỉnh lân cận Saskatchewan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp vào thứ Năm, bao gồm tất cả các lệnh bắt buộc đeo khẩu trang. Ở Ontario, ngay để dỡ bỏ các yêu cầu về khẩu trang vẫn chưa đến, bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 tại Quebec, chính phủ cũng sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với học sinh tiểu học và trung học. New Brunswick sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế COVID-19 kể từ ngày 14 tháng 3 và hệ thống bằng chứng tiêm chủng của nó cũng sẽ được dỡ bỏ vào cuối tháng này. Newfoundland và Labrador sẽ làm theo chấm dứt các hạn chế về đại dịch của họ cùng ngày với New Brunswick. Các thị trưởng ở vùng biên giới Tây Nam Ontario cùng với các nhóm kêu gọi chấm dứt xét nghiệm tại các biên giới đường bộ. Thị trưởng của các thành phố biên giới phía Nam Ontario cùng với đối tác của Hoa Kỳ và các nhóm du lịch đang kêu gọi Ottawa chấm dứt xét nghiệm COVID-19 tại các cửa khẩu biên giới trên bộ. Thị trưởng của Windsor, Niagara, Sarnia ở Ontario và Niagara Falls, New York Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Canada và Hiệp hội Khách sạn Canada đã tổ chức một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu nhấn mạnh những thiệt hại kinh tế do yêu cầu xét nghiệm tại biên giới. Vào tuần trước, thì Bộ trưởng Y tế Canada là Jean-Yves đã thông báo du khách nhập cảnh vào Canada sẽ không còn phải thực hiện xét nghiệm phân tử PCR từ ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể thực hiện và xét nghiệm trước khi đến, nhưng có thể lựa chọn xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Nếu vậy, thì xét nghiệm phải được thực hiện trong không quá một ngày trước khi họ đến biên giới đất liền theo lịch trình. Người dân không ngừng phá hoại văn phòng của các chính trị gia Ontario. Người dân Ontario gần đây đang trút bỏ nội thất phòng chính trị của họ lên chính nơi làm việc của các chính trị gia. Khi nhiều chính trị gia địa phương báo cáo hành vi phá hoại tại các văn phòng bầu cử của họ trong những ngày gần đây. Vào tuần trước, cửa trước của văn phòng của nghị sĩ trung tâm Niagara, Vance Badawi, đã bị đập phá hoàn toàn vào ban ngày. Ông Badawi nói rằng ông còn nhận được một số cuộc gọi và email đe dọa, khiến cho ông phải cho nhân viên về nhà sớm hơn. Sau đó, chưa đầy hai ngày thì nghị sĩ của đảng Dân Chủ cấp tiến Hiron Bruce và Bộ trưởng Nông nghiệp Ontario Lisa Thompson cũng gặp phải một sự việc tương tự. Lần này thì người ta ném sơn đỏ ở khắp cửa trước văn phòng của bà. Còn ở Scarborough, có người đã ném đá làm bể cửa sổ văn phòng của đại diện quốc hội tỉnh của đảng NDP Dolly Beckham vào sáng thứ Bảy. Và ở Mississauga, những người phá hoại đã đốt một đám cháy tại văn phòng của nghị sĩ Peter Fonseca. Cảnh sát đang điều tra hoàn cảnh và động cơ của tất cả các vụ việc diễn ra theo chuỗi, nhưng mà rõ ràng là không nhầm vào một bên hay là cá nhân nào. Scotiabank sẽ bắt đầu cho phép nhân viên trở lại văn phòng vào giữa tháng 3. Ngân hàng Nova Scotia hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ cho phép nhân viên trở lại phần lớn của các văn phòng ở Canada trên cơ sở tự nguyện kể từ ngày 14 tháng 3 khi mà các tỉnh bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế về COVID. Ngân hàng cho biết hầu hết các nhân viên sẽ làm việc kết hợp giữa ở nhà và ở văn phòng. Kế hoạch trở lại văn phòng của Scotiabank được đưa ra. Vài tuần sau khi đối thủ Bank of Montreal cho biết họ sẽ đưa nhân viên trở lại văn phòng và trở thành công viên cho vay lớn đầu tiên của Canada làm như vậy. Hầu hết các ngân hàng trên khắp Canada đã trì hoãn kế hoạch trở lại văn phòng vào cuối năm ngoái do sự lây lan của biến thể Omicron. Ô nhiễm không khí thiếu tiếp cận với thiên nhiên có thể làm tăng khả năng mắc ADHD lên tới 62%. Một nghiên cứu đã được thẩm định được thực hiện ở Metro Vancouver cho thấy mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và chứng rối loạn tăng động và giảm chú ý còn được viết tắt là ADHD các nhà nghiên cứu từ đại học British Columbia viết tắt là UBC cho biết nghiên cứu của họ cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong những khu dân cư có nhiều không gian xanh hơn và ít ô nhiễm không khí hơn sẽ ít bị ADHD hơn đặc trưng bởi các triệu chứng bao gồm khó kiểm soát xung đột và sự chú ý ADHD là một trong những chứng rối loạn phát triển thần kinh phổ biến nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên người ta ước tính nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5 đến 10% thanh niên trên toàn thế giới. Nghiên cứu được công bố trên Science Direct là nghiên cứu đầu tiên xem xét kết hợp không gian xanh, ô nhiễm không khí và tiếng ồn, UBC cho biết trong một thông cáo báo chí. Nghiên cứu này liên quan đến dữ liệu hành chính từ các ca sinh từ năm 2000 đến năm 2001 ở khu vực Vancouver, khoảng 37.000 trẻ em và các chẩn đoán ADHD được xác định trong hồ sơ bệnh viện, các cuộc thăm khám bác sĩ và đơn thuốc. 7 năm sau, 1.217 trẻ em được chẩn đoán mắc chứng ADHD. Những gì các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện ra rằng Tiếng ồn không liên quan đến ADHD nhưng hai yếu tố đầu tiên có thể tác động đáng kể. Họ cho biết nguy cơ mắc ADHD có thể cao hơn tới 62% đối với trẻ em ở những nơi có nhiều ô nhiễm không khí và không có nhiều không gian xanh. Nhưng họ cũng phát hiện ra rằng một yếu tố có thể bù đắp cho yếu tố còn lại, vì vậy, một đứa trẻ sinh sống trong khu vực ô nhiễm không khí cao nhưng được tiếp cận với nhiều không gian xanh sẽ có nguy cơ thấp hơn và ngược lại. Người hâm mộ xếp hàng dài qua đêm khi tiệm thức ăn nhanh nổi tiếng của Philippines Jollibee mở cửa ở Vancouver. Đó là một ngày mà nhiều người hâm mộ fast food đã chờ đợi. Một chuỗi cửa hàng nổi tiếng của Philippines cuối cùng đã mở cửa tại Vancouver vào thứ Sáu. Những người hâm mộ háo hức muốn được thưởng thức hương vị quê nhà đã bắt đầu xếp hàng từ 8 giờ rưỡi tối vào thứ Năm để chuẩn bị cho lúc mở cửa vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Jollibee có khoảng 1.200 địa điểm trên toàn thế giới, trong đó có 24 địa điểm ở Canada nhưng đây là địa điểm đầu tiên ở British Columbia. Một số người yêu thích đồ ăn nhanh cho biết họ đã phải băng qua biên giới để đến địa điểm gần nhất. Chuỗi cửa hàng này được biết đến với món gà rán ngon, mì ý kiểu ngọt, bánh hamburger và bánh xoài đào. Sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình Covid ở Canada. Tính tới tối ngày 25 tháng 2, Canada báo cáo có thêm 6.536 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID của Canada hiện nay là 3.276.511. Có thêm 7.115 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay có 111.980 ca còn bệnh. Có thêm 86 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 36.463 tính đến nay. Cho đến nay, có hơn 80,7 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,55 triệu người hay là hơn 85,1% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 86% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 89,5% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và hơn 84,8% đã tiêm hai liều. Trên 44,9% người Canada, tức là hơn 17,2 triệu người đã tiêm mũi tiêm thứ ba. Ontario đã báo cáo có 39 trường hợp tử vong cũng như 2.427 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Quebec, các quan chức y tế đã công bố 1.542 ca nhiễm mới và 24 trường hợp tử vong. Tại Manitoba đã báo cáo có 313 ca bệnh mới và 7 ca tử vong. Nova Scotia, tỉnh đã ghi nhận có 170 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Tại New Brunswick đã báo cáo có 382 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. PEI, các quan chức y tế đã thông báo có 715 ca bệnh mới kể từ ngày thứ tư cho đến nay. Tại Newfoundland và Labrador đã có 287 ca bệnh mới. Tỉnh Alberta báo cáo có, có 595 ca bệnh mới và 13 ca tử vong. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo, bản tin Canada là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây. Giao tranh khốc liệt trên các đường phố ở Kiev, mọi người được kêu gọi hãy tìm nơi trú ẩn. Nga phủ quyết hành động an ninh của Liên Hợp Quốc đối với Ukraine, Trung Quốc bỏ phiếu trắng Ngân hàng Trung ương Nga cung cấp cho các ngân hàng nhiều tiền mặt hơn cho các máy ATM. Việc Nga xâm lược Ukraine có thể tạo áp lực cho sự tăng trưởng doanh số bán xe hàng nhẹ. Một nhóm tình nguyện Ukraine đã huy động được 4 triệu đô la Bitcoin kể từ khi Nga xâm lược. Chi phí bảo hiểm vận chuyển qua biển đen đã tăng cao. Bitcoin tăng khi tiền tệ điện tử đã cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo lớn. Fed cho biết lao động tiền lương có thể dẫn tới lạm phát dài dặn. Sự sống có thể thực sự lóe lên trước mắt lúc chết. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Giao tranh khốc liệt trên các đường phố khi áp và mọi người được kêu gọi tìm nơi trú ẩn. Quân đội Nga đã đổ bộ vào thủ đô của Ukraine vào đầu ngày thứ Bảy và giao tranh đã nổ ra trên các đường phố, các quan chức Kiev cảnh báo với người dân hãy tìm nơi trú ẩn. Tổng thống của Ukraine Zelensky đã từ chối lời đề nghị di tản của chính phủ Mỹ, nhấn mạnh rằng ông sẽ ở lại và cuộc chiến đang ở đây. Ông nói. Các cuộc tụng độ đã kéo dài hai ngày, giao tranh dẫn tới hàng trăm người thương vong và làm sập các cây cầu, trường học và các tòa nhà chung cư. Các quan chức của Mỹ tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết tâm lật đổ chính phủ Ukraine và thay thế nó bằng một chế độ của riêng mình. Cuộc tấn công đã thể hiện nỗ lực táo bạo nhất của Putin trong việc vẽ lại bản đồ thế giới và hồi sinh ảnh hưởng thời chiến tranh lạnh của Moscow. Cuộc tấn công cũng đã kích hoạt những nỗ lực mới từ quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xâm lược bao gồm cả các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với Putin. Tổng thống Zelensky đã được kêu gọi di tản Kiev theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng đã từ chối lời đề nghị này. Chính quyền Kiev đã cảnh báo người dân hãy ở trong các nơi trú ẩn và tránh đi gần cửa sổ hoặc là băng công và đề phòng bị trúng các mảnh vỡ hoặc là trúng đạn. Điện Kremlin đã chấp nhận đề nghị tổ chức đàm phán của Kiev, nhưng mà dường như đây là một nỗ lực nhằm ép buộc Zelensky nhượng bộ thay vì một cử chỉ hướng tới một giải pháp ngoại giao. Quân đội Nga tiếp tục tấn công, đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với thành phố Melitopol, miền nam của Ukraine. Tuy nhiên vẫn chưa rõ trong sương mù chiến tranh có bao nhiêu phần của Ukraine vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine và lực lượng Nga đã chiếm được bao nhiêu thành phố. Nga phủ quyết hành động an ninh của Liên Hợp Quốc đối với Ukraine, Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu. Nghị quyết này đã chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine của Nga, trong khi đó Trung Quốc bỏ phiếu trắng, một động thái mà các nước phương Tây coi là một chiến thắng vì đã cô lập Nga với quốc tế. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ấn Độ cũng bỏ phiếu trắng đối với văn bản do Hoa Kỳ soạn thảo. 11 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu tán thành, dự thảo nghị quyết hiện dự kiến sẽ được Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên thông qua. Việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh và Moscow tuyên bố quan hệ đối tác không có giới hạn, ủng hộ lẫn nhau về những bế tắc đối với Ukraine và Đài Loan với lời hứa sẽ hợp tác nhiều hơn để chống lại phương Tây. Các nhà ngoại giao cho biết, cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc đã bị trì hoãn 2 giờ cho các cuộc đàm phán vào phút cuối của Hoa Kỳ và các nước khác để giành được phiếu trắng của Trung Quốc. Các nhà ngoại giao cho biết Nga là quốc gia có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và Anh. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực đối với Ukraine và rút ngay lập tức hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự của mình khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới đã được quốc tế công nhận. Dự thảo cũng yêu cầu Nga đảo ngược việc công nhận hai quốc gia ly khai ở miền đông Ukraine là độc lập. Nga cho biết các lệnh trừng phạt sẽ khiến việc đi vay trở nên đắt đỏ hơn. Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov hôm thứ Sáu cho biết Nga đang nghiên cứu tác động lâu dài của các lệnh trừng phạt mới và thừa nhận rằng các biện pháp áp đặt sẽ khiến việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn. Ông cũng cho biết bất kỳ hạn chế nào đối với khả năng nhập khẩu công nghệ của Nga sẽ tạo thêm áp lực lên hiệu quả đầu tư của nước này ngân hàng trung ương nga cung cấp cho các ngân hàng nhiều tiền mặt hơn cho các máy atm Ngân hàng Trung ương Nga hôm thứ Sáu cho biết họ đang tăng lượng tiền mặt mà họ cung cấp cho các ngân hàng để bổ sung cho các máy ATM. Biện pháp mới nhất mà cơ quan quản lý đã thực hiện trong nỗ lực duy trì sự ổn định tài chính sau khi Nga xâm lược Ukraine. Nhu cầu tiền mặt ở Nga vào thứ Năm ở mức 111,3 tỷ rút, tương đương 1,34 tỷ đô la Mỹ và là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020, theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương cho thấy. Ngân hàng Trung ương cho biết trước đó, khách hàng của một số ngân hàng Nga đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không sử dụng thẻ của họ ở nước ngoài hoặc với các hệ thống thanh toán di động của Apple và Google. Việc Nga xâm lược Ukraine có thể tạo áp lực cho sự tăng trưởng doanh số bán xe hàng nhẹ. Các nhà tư vấn ngành công nghiệp xe hơi cho biết trong một dự báo chung hôm thứ Sáu, việc Nga xâm lược Ukraine sẽ mang tới một rủi ro đáng kể đối với việc phục hồi doanh số bán xe hàng nhẹ toàn cầu trong năm nay. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến cho giá dầu tăng lên hơn 100 Mỹ Kim một thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014. Giá dầu thô Brent đã chạm mốc 105 Mỹ Kim một thùng ngành công nghiệp xe hơi vẫn đang vật lộn với tình trạng thiếu chip toàn cầu đã buộc họ phải cắt giảm sản xuất, mặc dù giá của xe hơi cao đã bù đắp được các tác động ở mức độ nào đó. Doanh số bán lẻ xe mới vào tháng 2 của Mỹ dự kiến sẽ giảm 5,7% xuống 922.100 chiếc, mặc dù giá giao dịch trung bình đạt kỷ lục hàng tháng là 44.460 Mỹ Kim, tăng 18,5%. Tuy nhiên, theo báo cáo thì doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu dự kiến sẽ tăng 5% trong năm 2022. Một nhóm tình nguyện viên Ukraine đã huy động được 4 triệu đô la Bitcoin kể từ khi Nga xâm lược. Theo công ty phân tích Blockchain Electric thì một nhóm tình nguyện Ukraine đã cung cấp thiết bị cho quân đội của đất nước đã nhận được hơn 4 triệu đô la quyên góp từ Bitcoin kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Công ty Electric có trụ sở tại London cho biết, hồi đầu tháng, số tiền quyên góp do nhóm tình nguyện viên và hacker người Ukraine đã tăng vọt khi một quân đội Nga đổ bộ gần tới biên giới. Tuy nhiên, thì kể từ cuộc xâm lược xảy ra, công ty này đã nhận thấy có khoản tiền lớn hơn nhiều được chuyển cho các nhóm này. Electric cho biết một nhóm tình nguyện viên người Ukraine có tên được gọi là Combat Alive đã nhận được 3 triệu đô la trong một lần quyên góp Bitcoin vào ngày thứ Sáu. Mặc dù danh tánh của những người đứng sau khoản quyên góp không rõ ràng vì Bitcoin và các mã thông báo khác có thể được gửi và nhận ẩn danh. Chi phí bảo hiểm vận chuyển qua biển đen tăng cao các công ty bảo hiểm đã tăng chi phí cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các tàu buôn qua biển đen, làm tăng giá vận chuyển hàng hóa qua khu vực này đối với các tàu vẫn sẵn sàng ra khơi khi mà nga đang xâm lược ukraine. Các công ty bảo hiểm tàu đã báo cáo chi phí bảo hiểm bổ sung vào ngày thứ bảy ở bất kỳ đâu từ 1 cho đến 2% và lên đến 5% ở mức ước tính là 0,025 vào ngày thứ hai trước khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Vào đầu tháng này, thị trường bảo hiểm hàng hải của London đã thêm các vùng biển của Ukraine và Nga xung quanh biển Đen và biển Azov vào danh sách các khu vực được coi là có rủi ro cao. Điều này đã khiến cho một số công ty vận tải biển hạn chế việc đưa tàu vào khu vực này. cơm tăng khi tiền điện tử cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo lớn. Tiền điện tử đã tăng vào thứ Sáu sau khi bán tháo mạnh một ngày trước đó, chứng kiến khoảng 150 tỷ đô la bị xóa sổ khỏi thị trường sau khi Nga xâm lược Ukraine. Bitcoin được giao dịch lần cuối cao hơn khoảng 10% trong vòng 24 giờ qua, ở mức 39.548,80 đô la Mỹ. Theo Coinmetrics, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 34.338 đô la vào thứ các đồng tiền kỹ thuật số khác bao gồm Ether và XRP cũng tăng mạnh. Đợt bán tháo hôm thứ năm được khơi mào bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine cũng khiến chứng khoán toàn cầu giảm mạnh. Động thái giá của Bitcoin gần đây có mối tương quan chặt chẽ với các tài sản rủi ro khác như cổ phiếu vì nhiều nhà đầu tư tham gia hơn và các nhà đầu tư ngắn hạn giao dịch Bitcoin như các cổ phiếu rủi ro khác cũng đã tham gia vào thị trường. Sự đảo chiều tuyệt đẹp trong ngày của chứng khoán Mỹ vào thứ Năm đã khiến các chỉ số chính đóng cửa cao hơn. Sự chuyển động giá tích cực đó đã chuyển sang cho tiền điện tử. Fed cho biết thiếu lao động, tiền lương tăng có thể dẫn đến lạm phát dai dẳng cục dự trữ liên bang cảnh báo hôm thứ sáu rằng lạm phát có thể tồn tại lâu hơn dự kiến nếu tình trạng thiếu lao động và tăng lương nhanh tiếp tục trong báo cáo chính sách tiền tệ mới nhất của fed trước quốc hội được phát hành hai lần một năm fed nói rằng việc tăng giá đã kéo dài từ năm ngoái và động lực thúc đẩy lạm phát không còn giới hạn ở các vấn đề chuỗi cung ứng có thể được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng nữa Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ thảo luận về báo cáo mới nhất trong các phiên điều trần của Quốc hội vào tuần tới. Dữ liệu mới được công bố hôm thứ Sáu cho thấy chỉ số lạm phát ưa thích của Fed đã tăng 6,1% trong suốt tháng Giêng, gấp 3 lần mức 2% mà Fed nhắm mục tiêu để chống lại lạm phát gia tăng fed đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng tới báo cáo lưu ý rằng năng suất tăng nhanh trong thời kỳ đại dịch do tình hình mô hình doanh nghiệp mới làm việc tại nhà và tăng cường tự động hóa tất cả những điều khác đều bằng nhau việc tăng sản lượng trên mỗi lao động sẽ làm giảm áp lực lạm phát nhưng báo cáo cũng cho biết không rõ liệu xu hướng có kéo dài hay không Hoa Kỳ thắt chặt các quy tắc tiết lộ đối với các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu đã công bố các đề xuất sẽ mở rộng dữ liệu mà những người bán khống phải tiết lộ về việc đặt cư của họ rằng cổ phiếu sẽ giảm. Các quy tắc mới sẽ cung cấp khả năng hiển thị công khai vào dữ liệu tổng hợp xung quanh các vị thể bán khống lớn đối với các chứng khoán vốn riêng lẻ, SEC cho biết các đề xuất sẽ áp đặt yêu cầu bắt buộc buy to cover đối với các nhà môi giới để xác định doanh số bán hàng là dài hạn ngắn hạn hoặc là miễn trừ ngắn hạn việc bổ sung các phân loại sẽ được yêu cầu nếu mà người mua có bất kỳ vị trí ngắn hạn nào cho một chứng khoán tại một thời điểm đặt lệnh và sẽ tiếp tục sửa đổi kế hoạch hệ thống thị trường quốc gia để bao gồm một báo cáo về thông tin buy to cover. SEC cho biết các đề xuất của họ sẽ áp dụng cho các nhà quản lý đầu tư tổ chức có vị trí ngắn hạn ít nhất là 10 triệu đô la, hoặc là tương đương với ít nhất 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Điều này cũng sẽ áp dụng cho những người nắm giữ ít nhất là 500.000 đô la cho một chứng khoán cổ phần của một tổ chức phát hành không báo cáo các biện pháp của thứ sáu là tuy thuộc vào sự tham vấn của cộng đồng và năm ngoái thì các nhà đầu tư bán lẻ đã mạnh tay mua cổ phiếu của GameStop dẫn tới tình trạng ép giá ngắn khiến cho các quỹ đầu tư đã bán khống công ty bị lỗ nặng. Sau câu chuyện GameStop thì giám đốc của SEC Gary Gensler nói với quốc hội rằng ông sẽ tăng cường giám sát và bắt buộc tiết lộ nhiều hợp hiệp hội quỹ được quản lý cho biết họ nhận được các đề xuất của sec là khó hiểu và đồng thời nói theo rằng các quỹ đầu cơ đã được quản lý chặt chẽ và thúc giục cơ quan quản lý sử dụng các phương pháp khác để tăng cường minh bạch của các nhà đầu tư Sự sống có thể thực sự lóe lên trước mắt lúc chết. Một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành đo sóng não của một bệnh nhân 87 tuổi mắc chứng động kinh, nhưng trong quá trình ghi hình thần kinh, ông đã bị một cơn đau tim gây tử vong. Điều này đã cung cấp một đoạn ghi âm bất ngờ về một bộ não đang hấp hối. Đoạn ghi âm này tiết lộ rằng trong 30 giây trước và sau đó, sóng não của người đàn ông theo mô hình giống như mơ hoặc nhớ lại ký ức. Nhóm nghiên cứu đã viết trong nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience vào ngày thứ ba, tiến sĩ Alman Chemer, đồng tác giả của nghiên cứu có trụ sở tại Vancouver, Canada, nói rằng đây thực sự là hoàn toàn tình cờ, chúng tôi không có kế hoạch thí nghiệm này hoặc ghi lại những tín hiệu này. Vậy, liệu chúng ta có được nhìn lại quãng thời gian bên những người thân yêu và những kỷ niệm đẹp khác hay không tiến sĩ zemmer nói rằng không thể nói chắc được ông nói nếu tôi nhảy sang lĩnh vực triết học tôi sẽ đoán rằng nếu bộ não thực hiện một đoạn hồi tưởng nó có thể muốn nhắc nhở bạn về những điều tốt hơn là những điều xấu nhưng những gì đáng nhớ sẽ khác nhau đối với mỗi người Tiến sĩ Zemmer, hiện là bác sĩ giải phẫu thần kinh tại Đại học Louisville, cho biết trong 30 giây trước khi tim của bệnh nhân ngừng cung cấp máu cho não, sóng não của ông ấy tuân theo các mô hình giống như khi chúng ta thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức cao như tập trung mơ hoặc nhớ lại những kỷ niệm. Điều này tiếp tục 30 giây sau khi tim của bệnh nhân ngừng đập cũng là thời điểm mà bệnh nhân thường được tuyên bố là đã chết đây có thể là lần nhớ lại những ký ức cuối cùng mà chúng ta đã trải qua trong đời và chúng lặp lại qua não của chúng ta trong những giây phút cuối cùng trước khi chúng ta chết nghiên cứu cũng đặt ra câu hỏi về thời điểm chính xác cuộc sống kết thúc là khi tim ngừng đập hay khi não ngừng hoạt động Nghiên cứu cho thấy hơn 5 triệu trẻ em trên toàn cầu đã mất cha mẹ hoặc người chăm sóc vì COVID-19. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y khoa The Lancet cho thấy từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, khoảng 5,2 triệu trẻ em trên toàn cầu đã mất đi cha mẹ hoặc người giám hộ vì COVID-19. Nghiên cứu không bao gồm các trường hợp tử vong liên quan đến biến thể Omicron của COVID-19 và vì vậy, số lượng trẻ em mất cha hoặc mẹ vì virus này có thể sẽ còn gia tăng. Trong số các bậc cha mẹ chết vì COVID-19, khoảng 77% trong số họ là cha hoặc người giám hộ là nam giới so với khoảng 23% là mẹ hoặc người chăm sóc là nữ giới. Các ước tính đã đạt được bằng cách thu thập dữ liệu có sẵn về tỷ lệ tử vong do Covid-19 từ 21 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Brazil, Anh, Nga, Mexico, Pháp, Ý, Kenya, vân vân đại diện cho 76% trường hợp tử vong do coronavirus để nghiên cứu có thể lập mô hình ước tính tối thiểu toàn cầu về trẻ em bị ảnh hưởng bởi tình trạng mồ côi và cái chết của người chăm sóc do Covid-19. Ông bà được đưa vào vai trò là người chăm sóc trong nghiên cứu vì các nhà nghiên cứu thừa nhận vai trò quan trọng của ông bà đối với cuộc sống của trẻ em, đặc biệt là ở những nơi có thu nhập thấp hơn. Nghiên cứu lưu ý, trẻ em sống trong các hộ gia đình có các thành viên trong gia đình bao gồm cả ông bà chiếm khoảng 40% trên toàn thế giới và gần 50% ở châu Á Thái Bình Dương. Ước tính của các nhà nghiên cứu đối với trẻ em mất người chăm sóc chính hoặc cha mẹ cụ thể trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 trước khi có Omicron là 3 triệu 550.000 người không bao gồm ông bà và người chăm sóc phụ khi bao gồm cả người chăm sóc phụ và ông bà tổng số đã tăng thêm 1.650.300 triệu người và tổng cộng là 5.200.300 trẻ em mồ côi theo ước tính tối thiểu giữa những tháng đó. Khoảng 150 trẻ em được dự đoán sẽ mất cha hoặc mẹ vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu cho đến tháng 10 năm 2021 ở Hoa Kỳ, trong khi ở Mexico là 192.500 trẻ em và ở Ấn Độ là 1.917.100 trẻ em. cập nhật tình hình Covid tại Việt Nam bản tin dịch Covid-19 vào ngày 25 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết có 78.795 ca mắc Covid-19 trong ngày có 15.835 ca khỏi bệnh và 78 ca tử vong Hà Nội có 9.836 ca mắc mới và tại Sài Gòn có số ca mắc mới là 2.206 ca Quảng Ninh có 4.615 ca mắc mới trong 2 ngày và Bắc Giang có 3.563 ca mắc mới. Tuyên Quang, Phú Thọ, Nam Định có thêm 2.500 ca mắc mới. Kể từ đầu dịch cho đến nay thì Việt Nam đã có 3.112.301 ca nhiễm với 39.962 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị gọi là 2.350.619 ca, và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.235 ca. Tổng số liều phát xin đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 192.865.977 liều. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay, một gia kim bằng 0,7454 Mỹ Kim và bằng 0,6976 euro. Một giá kim bằng 17.907.03 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 22.771.14 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 91 ,59 đồng 59 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 97 ,93 đồng 93 Mỹ kim một thùng. Giá phần giao ngay ở mức 1889.18 Mỹ kim một ounce. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày trên kênh Culture Channel. Mời quý vị hãy subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo về các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có các video tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúng Liên cùng với nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh ontario chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình hãy tự bảo vệ bản thân tránh bị lây nhiễm coronavirus quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo covid19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario